Tập thể dục thường xuyên là điều cần thiết cho sức khỏe của bạn. It's essential for your health to take regular exercise. Chiếc váy đỏ trông bắt mắt nên tôi đã mua nó. The red dress caught my eye, so I purchased it. Mike sẽ mất bình tĩnh khi phát hiện ra Danny đã làm hỏng TV. Mike will lose his temper when he finds out that Danny broke the TV. Bạn nên đưa trẻ đến bệnh viện nếu chúng bị sốt cao. You should take your child to the hospital if they are running a high fever. Chúng tôi trở về nhà vì hết tiền. We had to return home because we had run out of money. Lúc đầu, đôi mắt cô ấy đầy kinh hoàng, sau đó cô ấy bật khóc. At first, her eyes filled with horror and then she burst into tears. Khi Pam bước lên sân khấu để nhận huy chương, bạn có thể thấy em gái của anh ấy khóc vì tự hào. As Pam went on stage to receive his medal, you could see his sister swelling with pride.